Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Huyền Trang và hôm nay Trang sẽ gặp lại các bạn ở chủ đề trong chuỗi các chủ đề chăm sóc có con trong tháng đầu đời. Thì đó là chủ đề sự phát triển của bé trong 3 tháng tuổi. Ở giai đoạn này thì các con đã gần như là có những cái nề nếp về ăn, ngủ cũng như là sinh hoạt được đều đặn hơn, cũng như là các mẹ sẽ bắt đầu là có sự hồi phục về sức khỏe và cảm thấy là công việc này đã dần dần trở nên quen thuộc với mình, và các mẹ sẽ có những cái kinh nghiệm rất là lớn trong cái quá trình này rồi, đúng không? Tuy nhiên là các mẹ sẽ cần phải nắm được rõ sự phát triển của bé ở giai đoạn mốc 3 tháng tuổi này là như thế nào để theo dõi bé nhà mình trong những giai đoạn này phát triển có tốt hay không, và làm thế nào để kích thích cái sự phát triển của các con được một cách tốt nhất. Đầu tiên Trang cần phải quan tâm với các mẹ đó là về chế độ ăn và tăng trưởng của các bé trong giai đoạn này. Các bé ở giai đoạn này thì lượng bú bắt đầu tăng lên rất là nhiều, nhưng số cữ bú sẽ giảm đi vì thể tích dạ dày của các con bắt đầu tăng lên. Mỗi lần bé bú thì lượng bú sẽ nhiều hơn nhưng số lần bú sẽ giảm đi. Các bé có thể là 2 đến 3 tiếng mới cần phải bú một lần, thậm chí là vào ban đêm có những bé ngủ sâu khoảng tầm 5 đến 6 tiếng các con mới cần phải dậy bú một lần. Nhưng ở giai đoạn này thì lượng bú của các con vẫn tính theo cân nặng của các bé, hoặc là các mẹ nếu cho con bú trực tiếp thì sẽ chia ra là khoảng 2-3 tiếng cho con bú một lần. Và thông thường thì thời gian bú của con vẫn kéo dài thì khoảng tầm 15 đến 20 phút. Và đối với giai đoạn này thì các bé mình sẽ đánh giá đó là lượng sữa bú hàng ngày bằng cách là bé trẻ sẽ ngủ rất là sâu giấc, không quấy khóc gì cả. Lượng đi tiểu trong ngày tốt và bé tăng cân đều đặn. Tức là sự tăng trưởng của bé trong 3 tháng tuổi đó là vẫn khoảng tầm từ 1 cân đến 1 cân 2 trên tháng này. Nên các mẹ vẫn rất là cần tập trung đến chế độ dinh dưỡng của mình để làm nào để lượng sữa của mình đủ về dinh dưỡng hơn. Hoặc là vẫn là cái cách tính về cái lượng sữa theo cân nặng của các con. Thì lúc này cân nặng của các con tăng lên rồi thì các mẹ cũng cần phải điều chỉnh lượng sữa của con theo công thức mà video trước Trang đã chia sẻ với các bạn rồi đấy. Đó là lượng sữa trung bình trong một ngày sẽ là 150ml nhân với số cân nặng. Còn lượng sữa của một cữ bú sẽ là 2/3 nhân với cân nặng và nhân với 30ml. Đấy là cái gợi ý cho các mẹ để kiểm tra cái lượng sữa bú cho các con. Đối với giai đoạn này thì hiện tượng nôn chớ của các bé sẽ bắt đầu giảm dần, vì các con đã bắt đầu có những sự thích nghi hơn. Lượng bú các mẹ cũng sẽ cho được phù hợp hơn, và cái cơ thắt dạ dày của các con co bóp sẽ khỏe hơn rồi, chứ không còn yếu cái cơ thắt mà tâm vị nữa, nên là bé sẽ không có giảm bớt được cái hiện tượng trào ngược và hiện tượng nôn chớ. Tuy nhiên là về vấn đề về hệ tiêu hóa của các con ở giai đoạn này, các mẹ vẫn cần phải quan tâm rất là nhiều. Các bé sẽ thường vẫn có thể gặp phải hiện tượng ví dụ như là táo bón, rối loạn tiêu hóa hay là tiêu chảy. Chính vì thế nên là cần phải theo dõi việc đi vệ sinh của các con hàng ngày, làm thế nào để phát hiện sớm nhất và mình sẽ cải thiện được kịp thời hơn, tránh hiện tượng lạm dụng thuốc quá nhiều. Vấn đề tiếp theo mà các mẹ phải quan tâm ở giai đoạn này đó là kỹ năng về giao tiếp và vận động của các con ở giai đoạn này đang phát triển như thế nào. Ở giai đoạn này các mẹ sẽ thấy được là về kỹ năng giao tiếp thì các con bắt đầu có những sự phát triển về trí não rất là vượt bậc. Các bé sẽ bắt đầu có những sự EA theo tiếng gọi của các mẹ rõ ràng hơn này, rồi là có thể là phản ứng với tiếng nhạc, phản ứng với một cái màu sắc gì đó của đồ chơi. Các bé sẽ cảm thấy thích thú và thể hiện cái cảm xúc của mình một cách rõ rệt hơn. Ví dụ như là bé sẽ thích thú, bé có thể là reo hò to hơn này, rồi là bật tiếng cười, hoặc là thậm chí là bé sẽ biết phân biệt được người lạ và người quen, và nếu mà bé cảm thấy khó chịu thì bé sẽ cáu kỉnh hoặc là cáu gắt hơn. Và đặc biệt là ở giai đoạn 3 tháng tuổi này thì về vận động của các con thì các con đã bắt đầu biết tự nâng cổ của mình, tự lật người để nằm sấp, rồi là có những cái vận động về tay chân nhiều hơn, ví dụ như là cầm nắm đồ vật, cũng bắt đầu sẽ có sự cầm nắm đồ vật chắc chắn. Ở giai đoạn này thì Trang lưu ý với các mẹ một chút,
đó là giai đoạn này các bé đang học hỏi cái kỹ năng đó là lật người này, nằm sấp này và vận động nhiều hơn. Chính vì thế nên là giai đoạn này các bé sẽ có thể là trở nên khó tính hơn một chút, các bé sẽ cáu kỉnh hơn này, có thể là bám mẹ nhiều hơn, cần mẹ bế, cần mẹ dỗ dành nhiều hơn. Chính vì thế nên là các mẹ cần phải hiểu được tâm lý ở giai đoạn này của các con để mình dành thời gian nhiều cho con hơn, trò chuyện với con và chơi với con nhiều hơn để các bé có thể phát triển một cách toàn diện. Và cũng có thể là trong cái giai đoạn trong ngày thì các mẹ nên dành thời gian để đưa con đi dạo, đi chơi hoặc là tắm nắng vào buổi sáng, buổi chiều để vừa cho bé thay đổi môi trường cũng như là cung cấp đủ cái lượng vitamin D hàng ngày cho các con. Vấn đề tiếp theo mà các mẹ cần phải chú ý trong giai đoạn này của các bé đó là vấn đề về giấc ngủ. Ở giai đoạn này thì tổng thời gian ngủ trong ngày của các con sẽ ít hơn giai đoạn đầu một chút, là bé sẽ ngủ khoảng tầm 14 đến 15 tiếng một ngày thôi. Và các bé bắt đầu có một cái nhịp điệu dần về giấc ngủ về ban ngày ít và giấc ngủ về ban đêm dài. Thậm chí là có những bé có thể ngủ xuyên đêm khoảng tầm 8 đến 10 tiếng. Và để giúp cho bé có cái giấc ngủ tốt về ban đêm nhiều hơn thì các mẹ cần phải có những sự hỗ trợ để tạo cho con những thói quen cũng như là lịch trình một cách đều đặn. Ở giai đoạn này thì cái thể tích dạ dày bắt đầu tăng lên rồi, nên là mỗi một cữ bú của các con lượng bú sẽ nhiều hơn, nên là bé sẽ khi bú no bụng thì sẽ ngủ sâu giấc và ngủ dài hơn. Chính vì thế nên là ở giấc ngủ vào ban đêm thì các mẹ cần phải cung cấp cho con cái năng lượng đầy đủ, tức là bé bú đủ no, rồi là về tã bỉm bé được thay một cách thoải mái. Nhiệt độ thì thích hợp, không quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu nóng quá các mẹ có thể bật điều hòa cho các con để các con có thể ngủ sâu giấc hơn. Và phân biệt ngày và đêm bởi ánh sáng, tiếng động, rồi về sự kéo dài của giấc ngủ. Thì ví dụ như ban ngày nếu các mẹ thấy con ngủ dài quá rồi, quá giấc rồi thì các mẹ cũng nên đánh thức con dậy để các con có những cái hoạt động vào ban ngày. Ban ngày thì bắt đầu ở độ tuổi này thì các bé bắt đầu là có những cái sự tìm tòi thích thú về thế giới xung quanh rồi, nên là các mẹ cũng cần cho con có những cái hoạt động vào ban ngày nhiều hơn để các bé khi mà vào ban đêm thì sẽ ngủ sâu giấc hơn. Vấn đề tiếp theo của các con đó là vấn đề về vệ sinh. Thì đối với giai đoạn 3 tháng tuổi này của các con thì các mẹ cần phải chú ý về vấn đề vệ sinh thân thể cho các con hàng ngày. Các bé sẽ tắm hàng ngày, rồi là vệ sinh mắt, tai, mũi hàng ngày nếu mà có thể có những cái hoặc là ví dụ như vào những cái giai đoạn mà thay đổi thời tiết hoặc là có những cái sự viêm nhiễm, bệnh lý viêm nhiễm thì các mẹ cũng cần lưu ý để vệ sinh cho các con. Ví dụ như là các mẹ có thể vệ sinh mắt cho con bằng nước muối sinh lý hàng ngày, tai thì có lưu ý là sẽ lấy giấy tai cho con theo định kỳ, hoặc là nếu mà các mẹ thấy khó khăn quá thì có thể là nhờ thêm sự giúp đỡ từ phía các y sĩ hoặc là y tá hoặc là bác sĩ thì trong sẽ thích hợp hơn. Còn đối với việc vệ sinh hàng ngày thì các mẹ sẽ tắm rửa cho con hàng ngày. Thì lúc này bé đã bắt đầu là tự biết nâng cổ của mình rồi thì việc tắm cho các con cũng trở nên dễ dàng hơn rồi. Đối với giai đoạn mùa hè thì có thể là các mẹ có thể tắm một số các loại lá cho các con để giảm bớt hiện tượng rôm sảy, ví dụ như lá xài đất hoặc lá chè xanh. Còn đối với mùa đông thì các mẹ nên giữ ấm được cái nhiệt độ phòng khi mà tắm rửa cho con để tránh hiện tượng bị cảm lạnh. Đối với giai đoạn 3 tháng tuổi này là cái giai đoạn mà bé sẽ có rất nhiều sự thay đổi về ví dụ như là về cân nặng này, sự phát triển về não bộ hay là giao tiếp cũng như là vận động. Và đây chính là cái thời gian mà các con cần rất nhiều sự quan tâm cũng như là sự hỗ trợ, rồi là chơi cùng với bé trong cái giai đoạn này từ phía các mẹ, các bố cũng như là người thân trong gia đình. Chính vì thế nên là các mẹ có thể là chia sẻ một chút cái sự phát triển của các con ở giai đoạn này với người thân của mình để giúp bé kích thích được tất cả những cái kỹ năng cũng như là tất cả những cái cơ quan giác quan của bé được phát triển một cách tốt nhất. Hy vọng là qua video này thì Trang đã giúp cho các mẹ thấy được là ở đối với giai đoạn 3 tháng tuổi
là một công việc rất là dễ dàng khi mà chăm sóc các con, đúng không? Nếu mà các mẹ vẫn còn những thắc mắc gì thì các mẹ sẽ liên hệ trực tiếp với tổng đài 1900 636422, hoặc là để lại bình luận ở phía dưới video này. Trang sẽ trả lời trực tiếp hoặc là tư vấn trực tiếp cho các mẹ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.